Xe chia 2000 F125ID60 hai quan chính ngạch. Con này mình dọn full mới sạch đẹp như xe thùng từ trong ra ngoài nha các bạn. Xe đẹp cho anh em chơi đây. Con này là Sachia 2000 F125ID60 hải quan chính ngạch 60 đầu á, là hết đời Sachia 2000 á các bạn. Lâu lâu có con 60 đầu nên mình dọn cũng tá bo luôn. Có nghĩa là mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài như cái xe thùng vậy đó, mà mình dọn bằng đồ zin. Nói chung là đồ rất là cọp á các bạn. Sườn gốc thì mình đã sơn rồi, máy móc làm lại thẳng thân từ trong ra ngoài. Còn đồ zin là 100%. Cái bộ zin xe chia rất là đẹp nha các bạn. Nói chung là xe dọn thì nó dễ lắm, nhưng mà dọn như xe thùng thì lại cứ rất khó. Cái thứ nhất là nó mất thời gian. Cái thứ hai là đồ á các bạn. Thì về vấn đề mà mình dọn xe thùng á, anh em có chơi thì nếu mà có tham khảo á thì sẽ hiểu. Có nghĩa là chi phí để mình dựng lại, dùng đúng từ thì là dựng chứ không phải là dọn. Dựng lại một cái con xe thùng á, nó tốn gấp khoảng cỡ 5 lần để bạn dọn một chiếc xe. Có nghĩa là chi phí á, chi phí là bạn dựng một chiếc xe thùng nó tốn khoảng gấp 4, gấp 5 lần để bạn dọn một chiếc xe. Dọn một chiếc xe thì dễ lắm, chẳng qua là mình vệ sinh máy móc nè, cân chỉnh nè, làm đẹp thôi. Thậm chí là đồ bạn thay cũng có thể là đồ mới, nó mẹ nó ra là đồ lô đó. Nhưng mà còn dựng một cái xe thùng thì nó khác. Dựng xe thùng thì nguyên tắc một đầu tiên là gì? Cái thứ nhất là đồ phải là đồ zin. Cái thứ hai á, là yếu tố cũng bắt buộc là gì? Đồ zin là đồ zin phải đẹp nữa. Chứ đồ zin không đẹp thì xe thùng gì đây? Còn rồi, nói chia sẻ sơ sơ cho anh em thôi ha. Nên đối với những cái xe mà trường hợp mình dựng như xe thùng á, thì cái chất xe nó rất là cọp. Thứ nhất là cái chất xe, chiếc xe nó rất là cọp. Các bạn chơi lâu dài, ví dụ giờ bạn dọn một chiếc xe đi, bạn dọn một chiếc xe mười mấy, hai chục triệu, hai mấy triệu, nhưng mà bạn chạy khoảng vài tháng, sáu tháng, nửa năm, năm thì nó xuống. Nhưng mà bạn dựng một chiếc xe thùng á thì cái độ bền nó gấp đôi cái đó. Có nghĩa là gì? Bạn được đẹp trai hoài. Rồi khi nào anh em cảm thấy hợp nhãn thì liên hệ mình nha. Còn xì bo đồ thì mình cũng còn rất là nhiều. Rồi xin nhắc lại nha, con này là Sachia 2000 F125ID60 hải quan chính ngạch, dọn sạch đẹp từ trong ngoài như xe thùng. Anh em có thấy hộp nhãn thì cứ liên hệ mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip.